Mới đây, tại chương trình Nói Đi Kinh Quảng Dị, Đức Phúc đã phải thực hiện thử thách gọi điện cho bạn bè để mượn tiền hoặc mượn đồ. Sau một mini suy nghĩ, Đức Phúc quyết định gọi điện cho Eric để mượn xe ô tô. Đức Phúc cho biết, Eric thế hệ mua xe Mercedes hạng sang trọng trị rét mức tới 2,4 tỷ nên gọi mượn để thử lòng. Biết Đức Phúc gọi điện, nhưng Eric chỉ nói, alo. Đức Phúc nghe vậy thế hệ cầm bẻ, chả hiểu sao mà cũng alo. Eric gấp, thế giờ thích cái gì? Không alo thì như thế nào? Rồi lại quay sang trọng gọi Đức Phúc, này, quán bánh ở trên đường Ngô Đức Kế nói nằm ở đâu thế nhỉ? Quán bánh trứng ấy. Đức Phúc trả lời nhanh rồi nối tiếp gọi, nếu thế thì bây giờ ra đường Nguyễn Thái Học nhé. Mà từ từ, gọi hoàn thành rồi thì để tao gọi lại cái này đã. Lấy xe ô tô hoàn thành chưa? Eric đáp và sổ ra một tràng chửi bậy, khiến chương trình phải chạy lại bằng tiếng bíp, lấy được xe rồi, nhưng chưa cúng. Eoi, sáng nay lắm ấy. Đức Phúc thấy vậy liền nhắc ngay, đừng nói bậy nữa. Cái xe của tao hôm tới phải đi rửa, lại ở xa nên nguyên ngày hôm đó tao không có xe để đi, mà tao lại phải đi sự kiện trong Sài Gòn. Hôm đấy mày lái xe máy rồi cho tao mượn xe ô tô đi một buổi được không? Hay bảo chú mày lái xe đó cho tao cũng được. Eric không muốn cho mượn nên đưa lý do, nhưng mà xe chưa cúng. Xe chưa cúng sao mà đi? Mấy hôm nữa thế hệ cúng cơ. Bao giờ cậu cần? Đức Phúc gặn, thì sao hôm cúng rồi thế hệ mượn? Eric lập tức gọi hất hàm, cúng hoàn thành tôi chưa có lịch đi, sao cậu lại mượn nhở? Đức Phúc gây sức ép, tôi mượn tôi đi có một buổi thì có làm sao đâu. Tôi đi có một buổi chiều thôi, sao cứ phải lằng nhằng thế nhỉ? Eric thẳng thừng đáp, xe chưa cúng, xe tôi còn chưa được đi đấy. Đức Phúc dẫn gạ, thì hôm đấy mày đi cùng tao luôn được chưa, để chú mày chở cả tao với mày luôn. Eric bắn tính bắn đi liền hỏi lại, thế hôm đấy đi đâu? Đức Phúc đáp, đi diễn ở ngay quận 12 thôi. Eric trong xe thế hệ tộc. Eric vẫn chưa muốn cho mượn, làm như một mình cậu đi diễn, thế nhỡ hôm đấy tôi cũng đi diễn thì sao? Đức Phúc khẳng định, không, hôm đấy tao chắc chắn là không. Eric bèn lái sang trọng chuyện khác, thế sao hôm đấy là ngày gì biết chưa? Đức Phúc gắt, biết rồi. Eric hỏi lại, ngày gì? Đức Phúc không chịu nổi quát lên, im mồm, chốt ngày đi để tao còn mượn xe. Lúc này, Eric thế hệ đồng ý cho mượn nhưng chỉ nói ngắn gọn, được rồi. Thôi tắt điện đây để đỡ tốn tiền. Sau chương trình, Đức Phúc thế hệ biết việc chửi bậy có thể chơi bằng tiếng bíp. Cậu nói, biết thế em để cho nó chửi bậy đầy ra để tha biển mà biết.